chào các cháu nhé. Các cháu cũng em đi ra vườn vặt ít lá cái nhỏ chú này về xào trứng ăn nhé. Cái rau ngải này nó nồi đủ lắm cho nhìn thấy nó thèm về xào ít trứng ăn cũng ăn. Lúc này không phải là xào trứng mà là bằng lẫn ra này này, đảo lẫn cái trứng này hấp hấp như kiểu rán đấy, là đúng hơn như kiểu nó hấp hấp rán ra như kiểu rán trứng. Ăn cái này nó vừa thơm vừa dễ ăn, đồng thời chữa cái bệnh đau đầu của các cháu. Ông có cái bệnh đau đầu nè. Cái rau này là rau ngải trắng đó, cái loại rau ngải ấy nó mới ngon. Rau ngải mà là rau ngải tía nó mới ngon đấy đâu. Rau này ngao rau ngải trắng là nó không được ngon, phần nào nó đắng hơn. Cái rau ngải tía ăn nó thơm mà nó không đắng. Cái rau này ăn phần nào nó đắng. Thì cô ông cũng bệnh thì ông về ông chữa cái bệnh đau đầu, vừa là làm thức ăn thức cơm, còn rồi là chữa cái bệnh đau đầu, mà chủ yếu là ông chữa cái bệnh đau đầu. Cây này là ai mà bảo ăn nè, cây này gọi là cây ngải chí, ai mà bảo ăn nè là chữa đau đầu là khỏi các cháu. Ăn nhiều à? Ngày nào ăn là ăn được nữa. Nào ăn cũng được. Các bạn này thế là ăn nẩu cũng được. Đấy. Tôi là trứng này. Tôi là nguyện mê trứng gà hấp áp chảo đấy. Nhiều. Mà đa số là ta xào đã. Ăn nhiều, ăn thật nhiều thì chống bệnh đau đầu thì này. Trứng thì chỉ độ mấy mươi ngọn thôi. Thế mà đa số này người ta xả, ăn no rồi. Nếu bảo ăn no rồi. Còn đây là ông hấp trứng thì ông chỉ hấp ít thôi. Hấp 2 thì tối 2 bữa. Ít thôi. Ông ăn liên tục nó không có ngọn đấy đâu các cháu. Trông nó tốt mà nó không có ngọn đấy. Vì là ông này có bệnh đau đầu ông hay ăn. Mấy ngày này vặt lần, mấy ngày vặt lần. Thế là nó cũng không được nhiều ngọn đâu. Rau này tía nó ăn thơm không đắng. Còn rau này ăn đắng hơn. Rau này tía nó ăn nó đắng nhanh hơn. Rau ngày này thì nó đắng ở trong mồm trong miệng thì lâu hơn. Nhưng mà ăn nếu cho ai ăn bạo ăn là đều được hết.
Nói chung là mới bắt đầu ăn thì nó hơi đắng đắng, nhưng mà nuốt khỏi miệng là nó hết đắng rồi. Vạt này non hơn, vạt này ít vạt non hơn. Đây là rong cứu. Cái rong này chữa chữ bách chữ bệnh. Chữ này nhiều bệnh. Người ta còn nói đùa này, ăn trừ bữa vẫn được, chữa cái bệnh đói mà, gọi là bệnh trị bệnh trừ bữa. Ngày xưa đói quá ăn cái loại này xào lên luộc nó ăn, gọi là ăn trừ bữa đấy. Mà nó cái cây này ăn nhiều nó không chết người, chỉ sở dĩ là còn chữa được bệnh mà cũng không chết người, cho nên nói sẽ nói là ăn trừ bữa chứ. Ở cái nơi ông ở này ăn lẩu nó phải có cây này các cháu, không có cây này là không ngon đấy. Tuy là gọi là cây ngải cứu nhưng mà ăn lẩu không có nó không ngon. Rau má là một này, cây ngải cứu là hai, cây này là ba, cây rau cúc là bốn, rồi các loại cải bẹ. Mỗi thứ một ít cơ mà với là cái điều kiện là cải bẹ non làm tướng này các cháu, làm tướng. Rồi một mình ăn bằng này đã lại rồi đấy, nhiều đấy, cố đấy, đáng lẽ không ăn được vẫn phải ăn, ăn để chống đau đầu. Ở chỗ này thoải ăn, ôi thoải mái thì thoải mái, lòng nó non, cố gắng vặt vài cọng nữa. Bây giờ các cháu xem đấy, thấy hấp dẫn, nhớ bấm like ủng hộ ông. Hôm nay mà chia sẻ đây thành quả của ông này. Xin chào tạm biệt các cháu, hẹn các cháu clip sau ông còn mình gặp nhau nha, chào thân ái nhé.